Anh em biết khi mà Huy vừa đụng vào chiếc xe này, Huy cảm nhận được cái gì không? Cái độ tê và cái độ thơm của mùi tiền. Đây là một cái bản độ có thể là độc nhất châu Á. Khi mà chủ xe chịu chơi, chịu phá và chịu chi một cái số tiền lớn để cho ra một cái tác phẩm như thế này, mà ngày hôm nay Huy và Hai Bánh muốn gửi đến anh em. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she carrying silver when she keep on turning head. Cause when she... Trước khi bắt đầu chia sẻ cho anh em về cái bản độ này, thì Huy cũng xin cảm ơn chủ xe là anh Danh Nhân Thịnh Huỳnh, cũng như workshop dẫn chiếc xe này là Toàn Đỗ Racing để cho ra một cái tác phẩm tuyệt vời thế này. Và anh em biết 946 là một cái thương hiệu của dòng xe Vespa rất là nổi tiếng. Nếu như những chiếc Vespa bình thường thì dành cho những người có tiền, thì 946 là dành cho những người có rất là nhiều tiền. Và mỗi năm thì Vespa thường cho ra rất nhiều tác phẩm, những phiên bản mà có giới hạn. Và đây cũng là một cái phiên bản có giới hạn mà chỉ sản xuất trên toàn thế giới 100 chiếc thôi anh em. Và cái tên của nó nằm ngay đây, Bellissima, 100 chiếc thôi, được ra mắt vào năm 2014. Và bên cạnh đó thì còn có những phiên bản như là Demani là ra mắt vào khoảng năm 2015. Và hot nhất ở thời điểm hiện tại, 946 Dio, cái lúc mà đề xuất giá ở bên Vespa thị trường Ý thì chỉ đâu đó khoảng 700 triệu thôi, nhưng mà về Việt Nam mình bây giờ thì anh em biết là cái giá đội lên 1,5 tỷ cho đến 2 tỷ, chỉ sản xuất đúng 946 chiếc thôi. Và trong tổng thì có 33 chiếc được về Việt Nam mình. Và bản Melissa này hay một cái là cái phiên bản đó tất cả đều đồng nhất một màu thôi, dàn áo là màu vàng và cái phần yên làm nổi lên là màu đỏ. Và cái giá trị con xe này thời điểm hiện tại cũng đâu đó khoảng 500 triệu đồng nếu như anh em mua mới mà chỉ có 100 chiếc thôi. Anh em biết cái đồ chịu chơi chủ xe thế nào rồi, chưa tính cái biển số. Cái biển số 26868, chủ xe muốn sở hữu nó cũng phải bỏ ra số tiền khoảng 450 triệu đồng, coi như cái giá trị chiếc xe khoảng 1 tỷ. Và cái tiền đồ chơi ở thời điểm này Huy cũng nói anh em luôn là đâu đó tính tổng luôn cái tiền công và tiền đồ chơi đắt tiền thì sẽ khoảng 700 triệu đồng. Như vậy chiếc xe này gần 2 tỷ đồng. Đây là một chiếc xe như lúc đầu Huy đã nói với anh em, độc nhất châu Á về cái độ chịu phá. Và cái Huy thích nhất đầu tiên ở phần đầu, phần đầu là cái mà gọi là nghệ thuật, chủ xe dám chịu chơi khoét cái phần hai bên ghi đông để có thể gắn được tay thắng đồ chơi. Bên Thái Lan họ cũng chưa dám chơi tới cái độ này luôn anh em, dù họ cũng chơi Vespa rất là nhiều. Anh em biết tại sao không? Bởi vì cái phần ghi đông này nè là nó hai mảnh nó ghép lại, nó không giống như mẫu xe mà Innerbon của mình, là cái phần ghi đông bên trong rồi sẽ dàn áo bích lại ở ngoài, mà cái phần này là cái phần kim loại khoét rất là khó luôn. Và đồ của Vespa thì anh em biết rồi, rất là mắc. Cái này phải đặt riêng, nó cũng là đồ zin và giá của nó mà đặt về là khoảng 20 triệu đồng, chỉ là cái phần ghi đông hai cái miếng mà gáp lại thôi. Nói cho anh em dễ hiểu là giống như con heo hai mảnh gáp lại đó, là nó chịu hết cái phần ghi đông luôn chứ nó không có thanh ghi đông nào bên trong nữa cả. Và ở đây anh em sẽ thấy khoét kỳ công rất là đẹp, để cho liền lạc gắn cái tay Rambo Rossi, hai bên đều Rambo Rossi hết. Nhưng mà phía bên tay phải thì giá chỉ khoảng 30 mấy triệu, thì bên tay trái sẽ gấp đôi, hơn 70 triệu đồng. Coi như là cái phần ghi đông cặp tay thôi nó đã khoảng 100 triệu đồng rồi. Một thương hiệu Rambo và một cái thương hiệu mà khi nói tới là anh em sẽ đến nhớ đến tay đua Valentino Rossi. Đây là cái bản thương mại nói về cái tên tay đua. Còn trong bản MotoGP thì tay đua Valentino Rossi cũng chạy, cũng sử dụng cái cùm giống như vậy, nhưng mà đó là bản trường đua. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Và bên tay phải thì anh em có thể dễ kiếm, nhưng bên tay trái thì rất là khó, rất là hiếm luôn. Và cái món giá trị thứ hai mà có trong MotoGP đó chính là cây trợ lực. Ở đây Huy đang thấy một cây trợ lực mà khi mà nói đến giá của nó anh em sẽ hết hồn liền. Anh em biết rồi, Olin. Anh em chỉ biết là một cây Olin nó đâu đó khoảng vài triệu hoặc mười mấy triệu, nhưng đây là cái bản của trường đua và cái cấu tạo của nó là rất là nhẹ, từ maze và ti là ti vàng, giá lên tới 220 triệu đồng ở thời điểm hiện tại, rất là hiếm. Cái bản này là cái bản 68mm. Thường thì anh em sẽ thấy mấy cái bản mà trong trường đua tháo ra mà anh em gắn á, là cũng là 120mm, nhưng mà nó kiểu mà có nhiều hơn là cái bản 68mm này. Và cái cấu tạo mà cái hợp kim mà sử dụng cho cái cây trợ lực này á, là từ maze, nó rất là nhẹ luôn. Nếu mà cùng một thể tích á, thì nó nhẹ hơn thằng nhôm luôn 2 đến 3 lần.
nó nhẹ đến vậy đó anh em. Và cái cấu tạo này nè, cái chất liệu này nè được dùng nhiều để cho sản xuất ô tô và hàng không. Mà bây giờ á, sản xuất ra cây trợ lực này cho MotoGP là đúng rồi. Làm sao mà để cho chiếc xe nó nhẹ nhất? Thì ở đây là làm sao cho chiếc xe nó nhiều tiền nhất, nó đỉnh nhất. Còn về cái độ ổn định khi chạm cái tốc độ cao thì Huy nghĩ rằng đây chỉ là một cái món đồ chơi khi gắn được chiếc xe này, nó sẽ kiển là chủ yếu mà thôi. Còn đối với những anh em á, thường á gắn mấy cây trợ lực á là anh em sẽ mod lại cái núm, nói là cái núm của MotoGP á đó, thì là nó là núm của cái cây trợ lực này luôn nè. Anh em hay mod theo cái núm của này nè. Ngoài ra thì Huy còn thấy thêm những cái món đồ chơi như là gù Maru, cái gù không cũng 2 triệu mấy, còn cái kiến cũng là gần 3 triệu đồng. Kiến là kiến Moto Baguette, cái mặt gương của nó là bằng nhôm đánh ga anh em, cho nên là cái độ bóng, cái độ cao cấp, cái độ xịn rất là nhiều. Rồi cùm Acti, cùm thì giá cái cùm này thì tầm khoảng 3 triệu anh em cũng thấy rất là nhiều rồi, cũng rút ngắn hành trình ra thôi, nhưng mà Huy thấy gắn lên rất là liền lạc. Bởi vì cùm Acti á, nó cũng là màu, nó cũng là cấu tạo từ nhôm và cái nước này cũng là nước nhôm bạc rồi, nên là rất là đẹp, hợp lý. Và anh em thấy đó, coi như là cái phần ghi đông thôi nha, cái phần ghi đông thôi, anh em thấy cái độ chịu chơi chủ xe chưa? Cái phần cùm khoảng 100 triệu, cây trợ lực cho 200 triệu thôi, nhẹ nhàng thôi là 300 triệu rồi. Rồi cho cái tiền, cái phần mà mua hai cái miếng ghi đông ở trên đây nữa, tầm khoảng 20 triệu nữa là 320. Chưa tính những cái lặt vặt, chưa tính tiền công này nọ là anh em biết cỡ nào rồi. Và nói về cái đồ chơi Vespa thì anh em biết là cái thương hiệu Maru là cái thương hiệu mà hay đồng hành cùng những cái món đồ chơi rất là sang chảnh và giá trị luôn. Cặp mâm của Maru Huy cũng đã từng review rất nhiều trên những cái dòng xe Vespa khác, nhưng mà đối với cặp mâm này nó là một cái phiên bản đặc biệt, nó là cái bản ray và thị trường sản xuất cũng 100 cặp thôi anh em, hàng limited. Thì trên cái mâm này thì nó sẽ đánh số thứ tự theo như mà trên 100 cặp. Thì đây là cặp mâm số 37. Cấu tạo của mâm này là bằng nhôm sinh si nguyên một khối tạo ra, và nó là chất liệu nhôm tốt nhất 7075, rất là mịn, cái độ nét rất là cao luôn. Tiếp đến là những món đồ chơi trên cái mâm này, Huy cũng xin phép anh em là Huy coi điện thoại luôn để có thể chia sẻ cho anh em chính xác hơn về những cái chi tiết cũng như là cái giá của mà chủ xe mua. Thì dĩa trước là của Maru thì giá là 6,5 triệu, và cái giá Maru là 12,8 triệu, hớp càng Maru là 2,9 triệu, và cái hớp Maru trước là 7 triệu. Có nghĩa là khi mà anh em mua chơi cái mâm này, anh em để gắn hoàn chỉnh á, thì anh em cần phải có những cái chi tiết nó đi kèm vô nữa thì mới gắn hoàn thiện được. Có nghĩa là tốn tiền mâm rồi còn tốn tiền thêm những cái phụ kiện đi kèm như thế nữa. Quy ra thôi nha là cái phần gắn mâm này cũng đã ngốn chủ xe khoảng 100 triệu đồng. Rồi ở đây thì chúng ta còn thấy hai cái món rất là giá trị là cây phuộc Olin TTX, thì giá cây phuộc này là ngoài 40 triệu đồng. Anh em thấy ha, cái đây là cái bảng mà Huy thấy nhìn rất là sang chảnh, cái bảng là màu đen hết, lò xo đen và cái bình dầu cũng màu đen, và cái HPA cũng màu đen luôn. Đây là cái HPA đi kèm của cái trợ lực của cây phuộc TTX này, rất đẹp luôn. Và con heo mà chủ xe sử dụng cũng là con heo Rambo Moto3, một cái con heo mà sử dụng trong cái giải đua Moto3, và cái giá của con heo này thời điểm hiện tại cũng 40 triệu đồng khoảng đâu đó. Và để gắn được hoàn chỉnh con heo này thì chủ xe cũng phải sử dụng một cái bát mà được làm riêng để gắn cho Moto3, nhưng mà cũng của thương hiệu Maru luôn. Thì cái giá của cái bát này nó cũng khoảng 12 triệu đồng, là anh em thấy cái độ chịu chơi cỡ nào rồi. Thêm một cái ngắt dầu nữa, một cái ngắt dầu mà thường thường anh em chơi ngắt dầu là ngắt dầu Stoli đúng không? Đầu Huy thấy đội 9 triệu mười mấy triệu thấy dữ dằn rồi. Đây là cái ngắt dầu GV luôn, có giá 20 mấy triệu đồng một cái ngắt. Rồi chưa tính ốc gió, ốc gió cũng là ốc gió của GV luôn. Ốc gió đây hiện tại trên chiếc xe này đang là 4 con, cứ một cái con ốc gió như vậy là 9,5 triệu. Mà anh em thấy đi, 4 con ngắt gió anh em, 4 con là anh em thấy nhiêu tiền nữa rồi. Một cái điều mà anh em đang quan tâm khi mà thấy được cái bình dầu Olin trên cái chiếc 946 phía sau này thì anh em đang thắc mắc lắm đúng không? Là tại sao mà 946 này lại có thể gắn được cây phuộc phía sau? Thường thì những bản độ 946 hầu như là rất ít, có thể là hiếm để gắn cái phuộc phía sau, bởi vì gắn lên thì cũng chả thấy được, cho nên là mọi người không gắn và hầu như là cũng không có cây phuộc Olin cho 946 luôn. Nhưng mà ở đây anh em đang thấy sự xuất hiện của một cây Olin. Và theo chia sẻ chủ xe thì cái giá cây Olin này chủ xe mua là khoảng 30 triệu. Mà hình như thôi nha, hình như nó cũng là của Vespa luôn. Nhưng mà hay một cái là gắn cho thằng 946 này thì cũng không có phải là làm cái chân lại, có nghĩa là gắn như zin. Và cái cách thế bắt á, nó cũng là nằm ngang. Đó, nằm ngang như thế này, chứ không phải là nằm dọc xuống ở trong đây luôn. Hay cái chỗ đó đó anh em,
và chỉ cần làm lại cái phần mà dây dầu rồi cái thế mà làm sao mà để bắt nhìn cho nó hợp lý nhất. Anh em đang thấy đây, hoàn thiện là như thế này đó. Con heo sau cũng là một con heo Rambo HRC, và giá con heo này để tôi coi giá cái mẹ tôi quên 39 triệu, rồi tính thêm cái ngắt CV phía sau này nữa là 20 mấy triệu nữa, là anh em thấy combo thốn chưa. Nói chung là quy kể tới đâu tiền nhảy tới đó. Bên cạnh đó thì còn nữa, những cái món mà có thể anh em thấy qua mà quên kể thì đó là cũng những cái thương hiệu đến từ Maru, như là cái chụp lốc nồi này cũng rất là hiếm luôn ở thời điểm hiện tại, cũng mấy triệu con cái anh em. Và cuối cùng thì bên tay phải anh em thì sẽ thấy là có sự xuất hiện của cây bô Akabovic đi kèm cổ Titan, và để gắn được á, thì anh em thấy là một cái bát xin si, và cái combo này full hết luôn sẽ ngoài 20 triệu đồng. Cái âm thanh nó sẽ nghe lực hơn, và qua đây quý mới thấy được là ngoài ra còn những con ốc mâm nữa. Phía trước á, là cái lỗ ốc mâm là 5 con, phía sau 5 con. Mà hồi nãy anh Thịnh có nói quý á, mỗi con như vậy là đâu đó khoảng 850 đến 950 một con. Thì như vậy là 10 ốc mâm là cũng gần 10 triệu anh em. Tính ra những cái món đồ mà anh em thấy nãy giờ quy kể trên ông tiền nhảy liên tục, từ những cái món nhỏ thôi nó cũng đã vài triệu rồi, cho tới những cái món lớn vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Một cái bản đồ mà phải nói là tiền rất là nhiều, mà tính tổng lại luôn tiền công này nọ là khoảng 700 triệu là cái tiền hoàn thiện. Và đó là những chia sẻ và những đánh giá nhanh của Huy về chiếc 946 này. Cũng đúng thật với anh em là lần đầu tiên mà mình được quay một con xe khủng khiếp như thế này, khủng khiếp từ cái giá trị cho nó cho tới khủng khiếp từ những cái món đồ chơi gắn trên xe, là hiểu người Việt mình họ chơi giữ như thế nào anh em. Và đây cũng là một cái bản đồ Huy nghĩ là cũng sẽ khiến nước bạn, kể cả người Thái, cũng phải ngạc nhiên bất ngờ về cái độ chịu chơi chịu phá. Và những cái món đồ chơi đắt tiền chủ yếu là trên cái phần ghi đông này cũng đã rất là thốn rồi. Hầu như những cái bản đồ Thái thì Huy thấy không có tới như vậy đâu. Cho nên thì cá nhân Huy thấy thôi, thì đây là một cái bản đồ mà có thể là đỉnh và VIP nhất ở châu Á luôn. Còn đối với anh em thì thế nào? Mong anh em có những phút giây thoải mái nhất khi xem clip này. Và chúc em thật nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại.